Dạ, em chào các bác quay trở lại kênh xe đạp Phong Tuyền. Hôm nay em lại lên sóng gửi đến các bác một số món phụ kiện đồ chơi cho xe đạp thể thao. Sau đây em đi vào chi tiết về em báo giá. Các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ số điện thoại rồi em gửi hàng tận nhà. Trước khi thanh toán thì các bác được kiểm tra hàng xem đúng mặt hàng đã đạt hay không, chất lượng có đúng như em nói hay không. Ưng ý thì các bác mới phải nhận hàng và thanh toán tiền các bác nhé. Thì các bác liên hệ với em một số điện thoại là 0936525998, Zalo là 0983525862. Em sẽ đi vào một cái đôi lốp trước đi các bác ơi. Ở đây em đang có một đôi lốp Fisali. Đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ nước Pháp các bác nhé. Đôi này thì nó là hàng đã qua sử dụng rồi. Fisali. Một cái thương hiệu, nói chung là bác nào chưa chơi thì không quan tâm đến nó. Đấy, nhưng mà đã chơi rồi thì chắc chắn là sẽ rất là mê cái thương hiệu này về cái độ bền các bác nhé. Dòng này rất chi là trâu bò, rất là bền các bác nhé. Nếu mà cùng tầm giá với lại con ti 5.000 thì em thấy thằng này nó còn ngon hơn cả con ti 5.000. Đấy. Cái lốp này thì cái thông số của nó là 700 x 25C các bác này. Nó sản xuất tại Pháp thì phải, những cái chữ made in rồi. Đây, sản xuất tại Pháp các bác nhé. Lốp này thì thực tế là em đã chạy qua rồi các bác nhé, chạy qua rồi. Đấy, cái gân của nó còn rất chi là dày dặn các bác nhé. Cái dòng này nó có khả năng chống đá răm rất chi là ngon. Đấy, em chạy cái đường có đá răm cũng khá là nhiều mà rất là ngon các bác nhé. Đặc biệt từ cái lúc em chạy đến bây giờ cho đến lúc mà em tháo ra là chưa bao giờ bị lủng xăm quá nhé, chưa bao giờ bị lủng xăm luôn. Đó. Thì cái cặp này hôm nay em chia lại cho các bác về trải nghiệm cái cặp bánh cặp lốp Fisali này các bác nhé, bao xà và chưa bao giờ bị lủng xăm. Đó. 700 x 25 các bác nhé. Nó ngon lắm. Em mới mua một cặp khác nên là dư ra cặp này chia lại các bác. Cặp này thì giá 1,1 triệu các bác nhé. Mã này là mã số 1. S1. Các bác về chơi trải nghiệm cái dòng này. Đảm bảo là đã chơi vào rồi là mê luôn. Rồi tiếp đến sang bên đây em có một đôi bedan. Một đôi bedan Delray XT của Shimano. Đôi này giá 1,5 triệu. Mã này là mã số 2. Mã số 2. Mã S2 các bác nhé. Cái đôi này lướt nhưng mà nó còn nguyên cái hộp. Sách vở này. Còn đây là cái hình thức của cái đôi bedan này. Dòng này thì nó sử dụng được hai bàn, nó sử dụng được hai loại giày. Đấy, bên này là dùng cho MTB các bác này, bedan cá các bác nhé. Còn bên này là các bác sử dụng cái giày bình thường. Nó dùng rồi nên là nó cũng sẽ có cái vết xước sơn này các bác nhé. Cái này dựa vào tường. Phản quang này. XT. Một cái model khá là cao cấp của Shimano. Trên cái dòng này thì nó còn cái dòng XTR nữa. XTR thì cao cấp nhất, XT thì nó chỉ dưới XTR thôi. Trục mượt. Đấy, cũng có xước chút các bạn này. Đi kèm với nó thì nó sẽ có một cái bộ cam của Shimano quá nhé. Can xịn của Shimano luôn. Đấy, cái bộ cam này giờ các bác mua là nó tầm là khoảng 250 quá nhé. Đấy, em thì em bán 200 220 gì. Đấy, thỉnh thoảng mới nhặt được một bộ kiểu như là người ta dư dùng thôi các bác ơi. Người ta không có nhu cầu mà dùng đấy người ta bán rẻ.
Nếu mà các bác mà mua hàng xịn ở trên thị trường bây giờ là nó quanh quanh đâu đấy tầm 250 300 gì đấy các bác nhé. Bộ này thì 1,5 triệu. Các bác nhé. Đây, có cả can luôn. Rồi bên đây em đang có một cái kính các bác ơi. Một cái kính Kabuto. Cái cây này thì giá 1,9 triệu các bác nhé. Mã này mã số 3. Mã số 3 này. Đây thì nó có một cái mắt. Cái này nó còn đẹp như mới các bác ơi. Những cái dòng mắt kính như thế này về các bác đi về là các bác rửa các bác nhé. Các bác rửa nước xong các bác phơi khô hãy cất đi. Như mới luôn. Rất là đẹp các bác nhé. Ở đây có một, hiện tại đi kèm với nó là một cái mắt kính màu trắng. Cái này thì hình như là nó có đổi màu, có đổi màu các bác nhé. Đây, đây các bác nhìn nghiêng nghiêng là nó chuyển sang cái màu tím tím thì phải. Đây các bác. Đấy. Đó. Có đổi màu. Cái này đi đêm các bác nhé. Đi đêm đi ngày đều được, như mới luôn. Cái gọng của nó rất là đẹp các bác ơi. Cái size của nó đây. Dòng này đội em nhầm các bác ơi. Dòng này đeo nó rất là ôm mặt các bác nhé. Cái lọt lòng của nó là 14,5. Cái mắt của nó cái chỗ to nhất thì là khoảng, nó cả tính cả cái viền thì nó vào khoảng hơn 15 một chút. Rồi, cái này ngon quá. Kabuto thương hiệu của Nhật các bác nhé. Dòng này nó là dòng đỉnh nhất của Kabuto rồi. Giá mới của nó rất là cao các bác ơi. Rồi, cái này thì về các bác muốn chuyển sang cái màu này các bác tự tìm hiểu các bác hay nhé các bác nhé. Thì em nói chung là chưa chưa tìm hiểu cái dòng này nhưng mà thay như thế nào nhưng chắc là nó cũng đơn giản thôi. Cũng đơn giản các bác ơi. Được, cái này 1,9 triệu, 1,9 triệu, mã số 3. Các bác lưu ý là cái mắt màu xanh này các bác đi về các bác rửa các bác nhé, rửa thì có nó rửa đi để nó rất là bền. Về dòng này nó là dòng cái màu xanh nó là trắng cương, còn cái màu trắng kia thì các bác khỏi cần rửa, các bác cứ sát muối vào cũng chả được gì. Còn cái màu xanh kia đi về mồ hôi quá. Cái dòng trắng cương mà nói chung là cứ gặp nước muối thì cái loại gì thì nó cũng ra đi hết. Đấy, cái trắng gương thì các bác về các bác rửa đi. Rồi bên đây em có một cái bộ lá đĩa các bác ơi. Đấy, dòng này là dòng Brasit. Thằng này thì BCD 110 các bác nhé. Thông số là 5236 BCD 110. Thông số 5236. Đĩa này mới 100% luôn, 5 chấu các bác đi. 5 chấu thì BCD của nó sẽ là 110. Đấy, ở trên đây thì nó không để cái BCD bao nhiêu, mà thường thường 5 chấu thì nó là BCD 110 các bác nhé. Đấy. Mới 100% luôn. Thông số rất đẹp, 5236. Hàng này bây giờ rất là hiếm các bác ơi. À đây. Đây cái mặt đây, BCD 110 các bác nhé. Đấy. Đấy. Bạn nào đang sử dụng những cái bộ dò dĩa mà nó cứ để BCD 110 là các bác mua cái bộ này về là thay ok các bác nhé. Đấy, cái bộ này thì giá 1,7 triệu. 1,7 triệu. Mã số 3, cái này mã số 4 các bác ơi.
số 4. Mới 100% luôn. Em lấy hẳn cái đĩa ra các bác xem. 5236, thông số rất đen. Mà nó lại còn mới đấy các bác ơi. Cái này giờ rất hiếm các bác nhé. Mã số 4, 1,7 triệu. Rồi bên đây em có một cái bộ líp. Một bộ líp của Duracer 7.900. 7.900 các bác nhé. Dòng này thì nó là líp 10. Duracer thì mấy cái lá líp ở trên này bằng titan quá nhé, còn ở dưới này thì nó là bằng thép rồi. Cái này theo thời gian thì cái thép của nó thì nó cũng đã xuống màu quá nhé, nhưng mà cái răng thì còn rất là đẹp, cái răng của nó còn vuông đẹp quá nhé. Cây líp này thì thông số của nó là 12-25. Đây mà. 12-25 quá nhé. Bác nào đang sử dụng những cái bộ group 10 lít này, đấy là các bác mua cái lít này về là thay là dùng như nhau hết. Đó. Răng còn rất là mới các bác nhé. Giá là 1.280.000. Mã này là mã số 5. Mã số 5. Duracer 7.900. Mã số 5. Rồi bên đây em có một đôi bê đan lóc kéo này. Kéo spring dùng rất là mượt, cái này dùng rồi nên là nó cũng có những cái vết bẩn quá nhé, mà nói chung là cái này nếu mà vệ sinh ra là đẹp các bác nhé. Đấy, vệ sinh ra là nó sẽ đẹp, về cơ bản nó màu trắng nên là nhìn nó sẽ hơi dơ hơi bẩn một chút, bạc đạn mượt quá nhé. Cái thằng này ra vào can rất là nhẹ, cái dòng kéo spring này ra vào can rất nhẹ các bác nhé. Đó. Cái này thương hiệu của Pháp, lắp giá 400. Mã này là mã số 6. Mã số 6 400. Rồi bên đây em có một cái líp nữa này. Em đang có một cái líp của Duracer 9100. Cái này thông số của nó là 1128. 1128 coi nhé. Giá 2,2 triệu. Mã này là mã số 7. 5 cái lá líp ở trên này bằng titan coi nhé. Đấy, còn ở dưới này thì nó là bằng thép thôi. Răng lợi vuông đẹp quá nhé. Vì hàng nó qua sử dụng rồi nên nó cũng sẽ có những cái vết xích. Nắp nữa là còn rất là mới. 9.100. Cái này 1128. Dòng này thì các bác sử dụng, các bác đua bơi này, hoặc là leo dốc nhẹ, hoặc là leo cầu, leo dốc nhẹ các bác nhé. Đó. Hoặc là đường trường đua bơi rất là ngon các bác nhé. Dòng này nó rất là đa năng. 2,2 triệu. Duracell 9.100. Rồi bên đây em có một cái, ô cái này em còn chưa dán giá, chưa biết là bao tiền đây. Một cái củ đề của Shimano 105 giờ 5.700. Còn rất là mới các bạn nhé. 105 5.700. Màu nhôm. Cái này còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, chỗ này thì nó có cái vết gì đây. Nói chung là nó theo thời gian các bác nhé, theo thời gian thì nó sẽ có cái vết ố ố gì đấy các bác nhé. Đấy. Thế còn thì nó không có những cái vết chày lớn. Chỗ này thì có một tí tí tí. Cái đời này mà nó còn đẹp như thế này là quá ok rồi. Đấy, bánh răng vuông đẹp quá nhé, sử dụng rất là ít. 5.700,
Cái này nó là sử dụng cho những cái bộ group 10 lít các bác nhé. Đấy, 4.600, 4.700, 5.600, 5.700 đều được hết. Thôi cái này thì cứ bán đại đại cho các bác là 800 đi, 800 các bác nhé. Đó, cái màu này là nó rất là hiếm các bác nhé. Nó màu đen thì không nói gì nhưng mà cái màu này nó rất là hiếm. Thôi cứ bán đại các bác 800 đi. Dán cái lá đây 800. Mã này là mã số 8 800. Rồi bên đây em có một chiếc mũ bảo hiểm Kabuto, dòng này là dòng Kabuto Z các bác nhé. Đây là một cái model đời cao của hãng Kabuto. Cái này thì nó là cái vết bẩn thôi, chưa lau chùi, vết bẩn quá nhé. Màu rất là đẹp, chỗ này có phản quang này. Ở cái bên hông này hôm nọ vận chuyển về em, anh em nó bỏ cùng với lại cái bánh xe, nó chọc vào, nên nó có cái vết chảy nhẹ đấy các bác nhé. Cái này về các bác lấy cái sơn màu đen, các bác sơn qua đi cái là nhìn nó đẹp thôi. Có tí ở bên hông này. Đó. Còn lại rất là đẹp. Rồi, màu rất đẹp quá nhé. Cái này bán thanh lý cho các bác là 850.000. Mã này là mã số 9. 850.000. Hoặc là các bác kiếm cái đề can các bác dán vào đây. Che nó đi. Đấy, dán bên đây thì phát này. Dán bên đây thì phát. Đó. Là nhìn nó sẽ cân đối. Còn lại rất đẹp các bác nhé. Nó chỉ có mỗi chỗ đây thôi. Đây chỉnh vòng đầu đây. Kabuto. Cái thằng Kabuto này nó rất là nhẹ các bác nhé. Mũ Kabuto cực nhẹ luôn. Đấy, một cái là cái thằng Kabuto này thì nó không có công nghệ MIP các bác nhé. Size ML. Đấy, vòng đầu từ cái này 57 đến 59 các bác nhé. ML Kabuto là 57 59. Đấy. Thương hiệu của Nhật sản xuất tại Trung Quốc và đưa về thị trường Nhật tiêu thụ các bác nhé. Cái này lòng rất chi là sâu. Lòng rất sâu các bác nhé và độ rất chi là ôm đầu, trọng lượng cực nhẹ. 850. Mã số 9. Rồi bên đây em có một chiếc mũ HTC, cái này mã số 10. Thằng này form rất là đẹp các bác ơi. Form aero rất là đẹp các bác nhé. Đuôi của nó là sau. Chỉnh vòng đầu đây. HTC. Màu cũng đẹp. Cái này thì nó dùng rồi nên là nó cũng sẽ có những cái vết xước các bác nhé. Ở trên cái đỉnh của nó này. Đây nó có những cái vết này. Đây các bác nhé. Đấy, đây. Nói chung là hàng của em nó có như nào thì em sẽ mô tả thật kỹ để các bác khi các bác nhận hàng này. Đấy, là các bác cứ theo cái mô tả của em các bác kiểm tra cái mũ các bác nhé. Đấy, nó đúng như em nói thì các bác nhận. Đấy. Nó sai thì các bác trả lại các bác nhé. Em quay rất là kỹ từ cái form dáng này. Đấy, cho đến những cái vết xước, những cái chỗ nó bị lỗi các bác nhé, em báo luôn, không giấu giếm. Nó chỉ có những cái vết ở trên đây thôi. Nói chung là cái này phải đến gần nhìn thì mới thấy các bác nhé. Đấy, còn nhìn xa thì nó rất là khó phát hiện, đến gần mà phải nhìn nghiêng các bác nhé. Quá đấy. Chiếc này có size của hãng size ML, vòng đầu từ 57 cho đến 59. Cái chiếc này thì cái lót của nó, cái mép ở trong này nó hơi hơi bị gọi là hơi hơi bị bong một chút các bác nhé. Đây, tí tị tí chỗ này thôi. Đấy, cái mép này thì nói chung là nó đơn giản thôi, về khâu lại các bác nhé. Về khâu lại hoặc là dán lại. Đấy, nếu mà các bác mà mang may lại, các bác may một đường ở đây thì các bác xài thì không biết đến bao giờ nó mới hỏng các bác nhé. Tại cái này là nó dán. Đấy. Ở giữa nó là mút, còn cái lớp này với lớp trong màu đen này nó bằng vải các bác nhé. Đấy. Nên là nó rất là dễ bị bong, sau một thời gian sử dụng nó rất dễ bị bong. Cái này về mình may lại đấy là không bao giờ nó bị bong nữa các bác nhé. Thằng này thì nó có cả khử mùi luôn. Đấy.
Công nghệ X-Start là công nghệ tự động khử mùi các bác nhé. Rất là đẹp. Nó chỉ có mỗi tí chỗ đây thôi, còn ở trên đây xước thì rất là khó nhìn thấy. Đấy, bán đấy, nó chỉ có cái chỗ này nên là để cho các bác là 1.450.000 các bác nhé. Thế còn cái chỗ này nếu mà đẹp các bác nhé, nó không bị một chút chỗ này ấy, thì cái mũ này nó phải là 1.700.000 các bác nhé. Đấy, mũ đời cao các bác ơi. Đời cao và form dáng rất đẹp, màu đẹp. Trọng lượng rất là nhẹ. Rồi, 1.450.000. Và sang đây em có hai cái áo các bác ơi. Hai chiếc áo. Đây, em thử được hai cái áo của Check Sega Fredo gì đây. Cái này cái nách của nó là nó vào khoảng 40.5 các bác nhé. 40.5. Này hơi có đỏ một chút. Cái chiều dài của nó khoảng 62. Đây, đằng sau lưng các bạn. Đấy, có 3 túi đây. Cái áo này nó có size của hãng là size S các bác nhé. Và nó sản xuất tại Ý. Các bác biết là cái áo này ở bên Nhật người ta bán rất là đắt các bác nhé. 19.900 yên các bác nhé. Đấy, 3 triệu mấy một cái này các bác này. Đời 2022. Đấy, giá để các bác là 2 triệu các bác nhé. Thương hiệu Santini của Ý. Cái áo này thì cái chất vải của nó thì không còn cái loại vải nào ngon hơn được cái loại vải này các bác nhé. Không còn cái loại nào nó ngon hơn nữa đâu. Mặc thì mát thôi rồi các bác nhé. Áo này các bác mặc ấy là nó phải body, nó ôm, nó dính chặt vào người thì nó sẽ rất là đẹp. Thì cái size này ấy, thì các bác tầm được khoảng 55 đến 60 cân các bác nhé. 55 đến 60 cân. Đấy, người là thon gọn các bác nhé, người thon gọn. Đấy. Mới luôn. 2 triệu được các bác chơi cái áo này. Người thon gọn và gầy các bác nhé. Khung người mỏng thôi. Là mặc cái này. Nó body nó dính chặt vào người rất là đẹp các bác nhé. Đó. Áo này nếu mà bác nào mà mua quen rồi mà nhìn sai là biết là mình mặc vừa rồi thì không cần phải đặt cọc. Còn các bác mà mua lần đầu ấy mà chưa mặc bao giờ, chưa biết là mình mặc cái size gì, chỉ nghe cân nặng mà chốt ấy là các bác phải đặt cọc cho em các bác nhé. Đây. Cái này mặc là tay nó sẽ gần chạm vào cái khỉu này các bác, và cái củi trỏ các bác nhé. Chất vải thì không còn thằng nào ngon hơn nữa đâu. Rồi bên đây em còn một cái nữa. Đấy, cái này nách 40.5 thôi. Nói chung là hai cái này size giống nhau các bác nhé. Size giống nhau. Đấy. Cũng là size S luôn. Cũng size S luôn các bác nhé. Cũng 55-60 cân. Đây, tay của nó đây. Chất vải thì như nhau. Sau đây các bác nhé. Đấy, bản này là bản đội Made in Italia. Rồi cái này em xem bản cái mã này. Cái này mã số 10. Ủa, cái giá nó đâu mất rồi các bác ơi. Cái này 11. Cái này mã số 11. Còn cái này thì mã số 12 các bác nhé. Cái này mã số 12 để tí em dán vào cho em ghi cái mã vào. Mã số 12. Cái cuối cùng là mã số 12. Đó. 2 triệu một cái các bác nhé. Rồi các bác có nhu cầu sử dụng cái mặt hàng gì thì liên hệ với em, số điện thoại là 0936 525 998, Zalo là 0983 525 862. Em cảm ơn quá đủ ủng hộ theo dõi kênh Sada Phong Tuyền. Em chào các bác.